Các bạn hình dung này, khi các bạn đọc sách á, thì nó giống như kiểu là các bạn đang trò chuyện với một người nào đó mà các bạn rất là tôn trọng. Người ta có những thứ mà các bạn mong muốn, người ta có những kiến thức, có những cái trải nghiệm mà sau khi qua lời kể đấy thì các bạn sẽ học được một thứ gì đó mới và các bạn ứng dụng cho bản thân mình. Thì đấy là cái tư duy về đọc sách. Nếu bạn nói chuyện với một người mà bạn không thực sự thích anh ta, các bạn không thực sự thích những thứ mà anh ta đang làm, thì những thứ đấy theo mình thì nó không phải là kiến thức. Nó sẽ không có giá trị với bạn. Nó sẽ có giá trị với một ai đó nhưng sẽ không phải với bạn. Bởi vì đó, những cái giá trị đó, những cái triết lý đó, nó không có chạy được trên cái hệ điều hành của bạn. Các bạn hiểu không? Thì đầu tiên nhất, các bạn phải kiểm tra xem cái ông tác giả này là ai. Ok. Bởi vì trong một cái ngành, nếu mà cái tác giả đấy người ta đạt đến một cái level nào đó thì 80% nó sẽ giống nhau, thậm chí là 90% sẽ giống nhau. Ok. Tiếp nào. Ok, đọc sách thứ nhất là phải chọn chủ đề, thứ hai là phải chọn tác giả. Và hãy nhớ này, khi bạn làm cái gì thì hãy đọc cái đó, và hãy đọc cái đó theo từng chủ đề, theo từng chủ đề, đến khi các bạn đạt được một cái mốc. Hồi trước thì mình đọc về hạt giống tâm hồn, lúc đấy thì mình có thể viết thơ, viết văn, viết nhạc, vân vân, và nó vun đắp tâm hồn của mình. Đến khi mình chuyển sang làm hướng dẫn thì mình đã đọc về lịch sử, văn hóa, vân vân. Thì cái nền tảng từ cái tâm hồn nó giúp mình bước thêm một bước đến cái chuyện mình đọc về lịch sử, mình thấu cảm được nhiều hơn. Và sau khi đọc về lịch sử, văn hóa, mình lại bước lên một tầng khác là học về bán hàng, thì mình lại có những cái nền tảng từ cái những cái chủ đề trước mà mình đọc. Hãy đọc một chủ đề mà các bạn đang làm bây giờ, và khi đọc các bạn có thể ứng dụng được ngay. Và hãy đọc cho đến khi các bạn đạt được một cái level đó, các bạn thấu cảm được một cái điểm gì đó, mình tạm gọi là cái điểm giác ngộ đi, trong cái chủ đề đấy. Như khi mình đọc về marketing thì mình sẽ đọc rất nhiều cái tác giả, mình chọn những người phù hợp nhất, sau đó mình đào sâu vào, mình đọc này, mình xem YouTube, mình Google, xem video và nói về chủ đề đấy. Đến khi các bạn thấy mình đã tìm được cái điểm rồi, thì hãy tiếp tục. Đừng chỉ đọc để đọc. Thực ra mình rất ít khi đọc sách để giải trí, mình đọc sách để mình tìm kiếm một thông điệp gì đó mà những người đi trước mình đã làm được và người ta chia sẻ trong sách. Ok, nếu các bạn có câu hỏi gì về kỹ năng đọc sách thì hãy comment bên dưới nhé, thì mình sẽ chia sẻ. Chúc mọi người đọc sách hiệu quả hơn.